thương giúp đời người xuôi chân đến với người gặp thùng khổ miệng nói lời sẽ chi kính cung thỉnh đại đức giảng sư an tọa kính mời toàn thể đạo tràng an tọa nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật kính thưa toàn thể quý nam nữ phật tử hiện diện tại đạo tràng chùa thiên phước trong khóa tu một ngày an lạc sáng hôm nay xin thưa quý vị hiện diện trước pháp tòa là đại đức thích đồng trơn chú sứ tại chùa đức quang quận tư thành phố hồ chí minh hiện tại thầy đang học chương trình trung cấp giảng sư do ban hoàng pháp trung ương giáo hội phật giáo việt nam tổ chức và thầy cũng thường giảng các đạo tràng tại Chùa Đức Quang, cũng như các đạo tràng khắp nơi. Và hôm nay, đầy đủ duyên lành, à, nhận lời thỉnh mời của ban tổ chức à, thầy đã quan lâm về đạo tràng để thuyết giảng cho toàn thể quý Phật tử trong đạo tràng Phó Tu Một Ngày An Lạc sáng hôm nay. Xin quý vị cho thầy một tràng pháo tay thật lớn ạ. Ở Kính bạch trên Đại Đức Giảng Sư Hiện diện tại Đạo Tràng Nơi đây là hơn 100 quý Phật tử Đang điều trị tại Bệnh viện Ung Bú Cũng như là quý Phật tử khiếm thị à, Hôm nay được sự hướng dẫn của Sư Cô tại Mỹ à, Thầy Như Pháp Đã trở về Đạo Tràng Chùa Thiên Phước Để tham dự Phá Tu Niệm Phật một ngày an lạc và giờ này toàn thể đạo tràng đã được trang Nghiêm và thanh tịnh à, chúng con thay lời cho toàn thể quý phật tử này đây xin được tác bạch cung Thịnh đại đức từ bi hoan hỷ bố thí một thời pháp cho toàn thể quý phật tử được ân triêm pháp ngữ à, chúng con thành kính cung A di Đà Phật Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con ngưỡng Máy Bạch Trên Thượng Tọ trụ Trì. Kính thưa toàn thể đại chúng! Hôm nay đồng chân có đủ duyên lành về với đạo tràng thì qua những lời mà Đại Đức đồng hạnh đã nói và hướng dẫn cho quý vị như lúc ban đầu, học mà không tu như cái đại đựng sách tu mà không học gọi là tu mù đây là nói mình hơi bị nặng thì nhưng mà nó rất là chắc và rất là đúng đôi khi quý vị không chấp nhận được điều đó nhưng để được làm đầy đủ hai việc này thì điều đầu tiên chúng ta cần đó là gì phát khởi ngay trong tâm của mình những điều thiện những điều tốt, những điều lành. Thì để phát những điều đó, thì ngày hôm nay Đồng Chân sẽ chia sẻ đến toàn thể quý vị bài pháp đó là Gieo Duyên Lành Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý vị! Giống như trong cuộc sống, thì tại sao có những người sinh ra trong một hoàn cảnh rất tốt nhưng có những người sinh ra trong hoàn cảnh không mấy chi là tốt mà có thể đâu đó chúng ta gặp những điều khó khăn ngay thân này đó là về mắt tai mũi lưỡi thân ý chúng ta không được sáng suốt và không được đầy đặn giống như những con người có đầy đủ phước báo. Vậy thế, trong đây chúng ta cần phải có chữ đầy đủ, đó là phước đức. Nhưng hai việc này đầy đủ thì chúng ta cần phải hiểu phước có nghĩa là chúng ta cần sự bố thí tài Phật bên ngoài. Còn đức là nói về sự bên trong của mình, phải có sự bố thí. Mà bố thí cái đức này là để hậu về sau cho nên rất là cần hai việc phước đức mà muốn có được phước đức thì chúng ta cần phải hiểu là gieo duyên gieo duyên lành thì mới có được phước đức còn nếu mà chúng ta không hiểu được những điều gì là nó lành và làm như thế nào để cho nó tốt thì chắc chắn chúng ta không có được phước đức cho nên như thế mà đồng chân gửi đến cho quý vị bài pháp hôm nay đó là gieo duyên lành. Vậy thế gieo là như thế nào? Gieo là chúng ta tưởng như một hạt chúng ta gieo xuống đất hay gọi là trồng một cái cây nào đó. Hay là chúng ta thấy rằng là một cách thực hiện một việc tốt, một việc lành, một cách làm hay. Đó là gieo. Còn nói về duyên là sự tác động, sự tác động, sự ảnh hưởng mà ngay chính trong tâm của chúng ta phát khởi lên những điều đó những điều lành lành là gì mà chúng ta phải phát khởi bởi vì lành nó mang lợi ích cho mình và cho người lành ở đây mang là thiện là điều tốt điều hay điều đẹp và sự đầy đủ mang lợi ích cho tất cả mọi con người ai cũng muốn mà điều lành này sẽ mang đến cho hạnh phúc cho tất cả mọi người cho nên gieo duyên lành là ba từ này ý nghĩa là chúng ta phát khởi ngay trong tâm của mình những việc lành, những việc tốt, những việc nào rất là đẹp và những điều mang lại lợi ích cho chính bản thân của mình và lợi ích cho người khác. Đây là những điều lành mà chúng ta cần phải làm phát khởi ngay trong tâm của mình. Vậy tại sao chúng ta không làm điều này? Và quý vị chắc chắn rằng là trong đây ai cũng có làm điều lành nhưng mà ít với nhiều. Ngày hôm nay chúng ta được học về này thì chúng ta về phát khởi hơn nữa. Nếu như chúng ta chưa đủ mạnh về việc lành đó. Vậy thế trong gieo duyên lành này quý vị nghĩ rằng trong một cái cây quý vị trồng một cây sồi đi. Hạt sồi quý vị ương lên nó lớn lên sẽ ra được trái sồi đúng không? Nhưng đâu đó nó cần phải có một cái duyên là sự tác động từ nước, từ gió, từ người chăm sóc và từ đất tốt. Chính quý vị cũng vậy, khi chúng ta đến được đạo tràng, tất cả các nơi chúng ta học Phật Pháp, chúng ta tu, thì trong khoảng thời gian đó chúng ta đã có duyên lành rồi. Nhưng mà còn thêm một cái duyên là gì? Chúng ta phải nỗ lực, chính bản thân chúng ta học được cái Pháp đó, chúng ta phải nỗ lực để chúng ta hành trì thì mới có được cái quả tốt. Cũng như một cây sồi, chúng ta ương trái sồi lên một cái hoa, cái quả đó là quả sồi nhưng mà đâu biết cái quả đó là ngọt hay chua đúng không? Nếu như chúng ta không chăm sóc, không có cho phân cho nó, chắc chắn nó sẽ chua. quý vị cũng vậy, học Phật pháp gieo duyên lành nhưng mà mình không có để tâm vô, để mà chăm sóc cho tốt, ngay cả mình học chắc chắn mình có quả khó lành, bởi vì chúng ta không rõ cái cách tu cho nên lúc nãy thầy đồng hành có nói rằng là học mà không tu là tu mù là như vậy vì thế chúng ta cần phải vừa học pháp học pháp hành và sau đó là pháp thành mà pháp thành đây ai là thành là đức phật đã thành rồi và những vị a la hán những vị bồ tát còn ngày nay chúng ta là hãy đi hai việc hai việc đó là học và hành vậy ngày nay chúng ta được học nè về chúng ta hành trì những pháp mà chúng ta được học đó mới là điều quan trọng. Vì thế, đồng chân muốn nói nhấn mạnh ở chỗ này, đó là khi mà chúng ta gieo hạt sồi. Để được trái sồi ngọt thì chúng ta cần phải chăm sóc nó một cách tận tình, nhiệt tâm, nhiệt quyết mà chăm sóc nó thì nó mới được quả ngọt, còn bằng không nó sẽ là quả chua. Mà quả chua thì dường như quý vị hiểu một điều là nó không có giá trị nhiều trên cuộc sống này. Chính bản thân của mình cũng vậy. Nếu chúng ta học mà chúng ta không nhiệt tâm để tu, không nhiệt tâm, không để tâm, để hành trì nó, thì kết quả của chúng ta khó thành công và rất, rất lâu thành công. Vì vậy, khi mà chúng ta có một cái quả nó không thành công là chắc chắn quả nó khó tốt. Chúng ta bị thiếu sót đúng không? Thời gian mà quý vị ở đây là rất quý. Bởi vì chúng ta có câu gì quý vị? Gặp Phật Pháp như thế nào? Chúng ta có thân người là khó rồi Gặp Phật Pháp còn khó hơn Chúng ta gặp được Tăng Ni, Quý Thầy, Quý Cô Càng quý hơn nữa Mà ngày nay chúng ta có được điều đó không? Xin thưa có Quý vị đã có thân người nè Quý vị đang được học Phật Pháp nè Quý vị được gặp Quý Thầy nè Nhưng mà còn một việc là việc hành Mà quý vị bỏ qua việc này Thì sau này quý vị rất là khó để được làm tăng người đó là điều hiển nhiên khi mình gieo một cái duyên nào đó. Vì quý vị, vị chắc chắn là tại sao quý vị ngồi ở đây? Bởi vì quý vị, vị muốn là một con người tốt, muốn một con người lành. Bao nhiêu con người mà kia đang đau khổ hơn quý vị, vị rất nhiều, họ đâu có nghe được Phật pháp đâu, họ đâu có lòng từ bi phát khởi khi bước vào đây đâu. Quý vị đã có lòng từ bi khi bước vào đây rồi, có niềm tin với ba ngôi tam bảo rồi, quý vị mới bước vào đây và vi cảm nhận được điều là sự an lạc, sự vui vẻ. Khi quý vị đi tu một ngày này thấy giá trị nó chưa đắt quý nhưng mà một bước hơn thế nữa là chúng ta học được bất cứ một điều gì đó từ quý thầy, quý cô chia sẻ thì quý vị mang về để hành trì nó hàng ngày, hàng giờ thì chính ngay chỗ này cái tâm của chúng ta sẽ được một cách gọi là rất là mạnh, có sự hạnh phúc ngay chính bản thân của mình, sự hạnh phúc đó là sự hạnh phúc chân thật mà hạnh phúc đó chính bản thân của mình nó được sự chân thật chắn cái thân này nó không còn quan trọng nữa. Chúng ta thường sống là để 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 ý cái cái thân này nhiều hơn là cái tâm. quý vị lấy chăm sóc cái thân này cho nó sạch, chăm sóc cái thân này cho nó đẹp. nhưng mà có bao giờ quý vị hướng vào cái tâm, chăm sóc cái tâm mình cho nó tốt không, cho nó hạnh phúc không? quý vị thử hỏi bao nhiêu bao nhiêu năm, bao nhiêu chục năm qua, quý vị có để tâm nhiều vào cái cái tâm này chưa? quý vị thử hỏi chính bản thân mình, quý vị có đau khổ không? Có. Một ngày bị sống đau khổ nhiều hơn là sự vui vẻ, cái nào nhiều hơn? Chắc chắn quý vị suy nghĩ lo gầu sẽ buộc chỉ nhiều hơn là sự vui vẻ. Vậy đó là trong cái tâm mình. Nhưng mà quý vị không để ý, không để ý mà chúng ta cứ chăm sóc bên ngoài không? Vậy thế chúng ta thiếu thốn và ngay đến khi một lúc nào đó quý vị cái thân này nó không còn được tốt nữa nó mang đi một cái điều gì đó là bị suy si sụp về tứ đại bị bệnh gì đó thì lúc bấy giờ chúng ta phải lấy cái tâm này ra để lo để sợ làm sao cho thân này nó hết bệnh đúng không? Đó là quý vị thấy rõ ràng thực tế như vậy vậy ngày nay chúng ta cần phải làm một việc cần thiết nhất là chúng ta chuyển hóa ngay cái tâm này à khi mà cái tâm mình đã an lạc rồi thì cái thân này nó không còn quan trọng lắm đâu quý vị Giống như Đức Phật, Đức Phật đã một vị là cái tâm là niết bàn rồi. À, thì cái thân của Đức Phật dù có là ai động tới thì cũng không quan trọng, bởi vì Đức Phật cũng bị đá lăn mà, cũng chảy máu mà. Nhưng mà cái thân của Đức Phật vẫn đau, nhưng tâm của Đức Phật không đau. Quý vị cũng vậy, nếu chúng ta đủ pháp tu thì thân quý vị dù có đau đến mấy thì cái tâm quý vị cũng không có đau. Đó là điều mà chúng ta cần phải biết Mà cái thân á, là do tứ đại hợp thành Mà tứ đại hợp thành chắc chắn nó sẽ Một lúc nào đó nó sẽ hoại và diệt đi Chắc chắn Cho nên quý vị ngày nay có thể đâu đó Trong mỗi con người Chính bản thân đồng chân cũng vậy cũng có bệnh Quý vị cũng có bệnh về thân Nhưng quan trọng cái tâm chúng ta có đau hay không Có buồn hay không Đó là điều quan trọng Cho nên chúng ta tu là tu ngay cái tâm mình Mượn cái thân này để tu cái tâm đó là điều cần thiết cho nên ngày hôm nay đồng chân phát khởi cho quý vị là gieo một cái duyên lành ngay chính trong tâm mình từ cái suy nghĩ để chúng ta có được hành động lành à đó là cách mà chúng ta phải đi từng bước như thế vậy thế thì quý vị hiểu rằng là trong cái nhân quả mà đồng chân đã chia sẻ một làm một việc xấu thì chắc chắn có một quả xấu nhưng mà chúng ta lỡ làm điều xấu rồi thì chúng ta cần phải có sự chuyển hóa để cái việc xấu nó nó sẽ dần giảm và bớt đi. Đó là cách mà chúng ta cần phải hiểu như thế. Vậy trong một cái nhân quả có sự khác biệt như thế nào? Ờ, nhân duyên như thế nào? Nhân duyên quả thì chúng ta thường hiểu là nhân quả thôi đúng không? Nhưng mà phải có chữ duyên, vì cái chữ duyên rất là quan trọng. Như từ đầu đồng chân đã nói. Khi mình trồng một cây sồi, mình sẽ có trái sồi đó, nhưng quan trọng trái sồi đó ngọt hay chua thôi. Mình muốn nó ngọt thì phải có chữ duyên. Duyên đây là mình phải bón phân cho nó để nó ngọt. Còn chúng ta bỏ rơi nó thì nó sẽ chua. Vậy thế, mình mình nhiều khi có làm ác thì chúng ta phải sám hối. Sám hối để chúng ta được tốt hơn, trong sạch hơn. Đó là cái mà chúng ta cần để cho trái sồi ngọt. Vậy thế, trong chữ duyên này khi mà tất cả mọi người như quý vị được uh, gặp một người bạn ở ngoài đời thì đó gọi là gì hữu duyên còn quý vị đi đến đạo tràng này gặp tất cả mọi người huynh đệ với nhau đó gọi là gì quý vị không phải là hữu duyên mà nó có một bức bậc cao hơn nữa đó là thiện duyên vì ở ngoài đời mình gặp với nhau mình không biết nói chuyện gì mình có thể nói chuyện xấu À, mình có thể nói chuyện xấu và cũng có thể nói chuyện tốt nhưng mà đó chỉ là cái hữu duyên thôi còn mình gặp trong đạo tràng này nè là mình làm việc tốt không à mình đâu làm gì xấu đâu đúng không mình không làm điều gì xấu hết mình làm điều thiện điều tốt cho nên gọi là thiện duyên còn thêm một bước nữa khi mà chúng ta gặp với nhau làm một việc gì đó ở trong chùa trong đạo tràng mà có tâm giúp đỡ người khác mà mình không có dính sự tham Quý vị nhớ nha, ví dụ mình một người đỡ một người nào đó đi mà chúng ta không tham là chúng ta tự làm như thế này sẽ được phước, làm như thế này để được mọi người khen, làm như thế này để được người ta tôn kính mình. Nhưng mà mình không dính vào việc đó. Thì chính chỗ này gọi là gì? Thanh tịnh duyên. Đây là ai đã làm được? Đức Phật làm được. Và tất cả những vị Bồ Tát đã làm được. Mình thì đang bước lên con đường là thiện viên, Mình đã gặp đây nè. Quý Phật tử gặp quý Thầy trong chùa là một thiện duyên bởi vì ngay lúc bây giờ chúng ta đang làm việc tốt việc thiện việc đẹp cho nên được gọi là thiện duyên và chúng ta cần thêm một bước nữa đó là làm sao thả đi không có tham đắm vào những việc mà chúng ta đang làm dù nó tốt đến mấy dù nó xấu hay nó tốt gì chúng ta cũng không tham chúng ta ăn đôi khi thức ăn ngon chúng ta cũng không tham đó là cái mà chúng ta thấy thanh tịnh duyên cho nên những cái duyên Cái duyên rất là quan trọng Quý vị thấy rằng giống như một người gặp ngoài đời làm một chuyện ác Giống như chúng ta một cây sồi Chúng ta đưa cái gì vô Đưa những Những cái tố chất Làm cho trái sồi nó bị chua đi Còn nếu mà quý vị đi đến chùa Làm một việc thiện Thì đó là thiện duyên Chứng tỏ một điều chúng ta đang bón phân tốt cho cây sồi Để trái sồi được ngọt Cho nên quý vị cần phải gieo những điều gì đó tốt với nhau gặp một người bạn nào đó thiện, tốt, chúng ta nên tiếp xúc. Gặp một người nào đó ác, xấu, chúng ta nên xa lánh. Còn nếu như quý vị, vị nghĩ tình nghĩa mà cứ tiếp xúc với người xấu đó, thì quý vị, vị đang đồng nghĩa một việc, quý vị đang làm việc xấu. Khẳng định là quý vị, vị đang làm việc xấu. Bởi vì quý vị tiếp xúc với những người đó đâu mang lết gì đâu. Chính bản thân mình không có lết, mà họ cũng không có lết. Cho nên chúng ta tránh đi là cái cần thiết phát khởi duyên lành trong chính bản thân của mình vậy thế thì trong đây á quý vị hiểu rằng là tại sao mình phải gieo duyên lành bởi vì đã từ lâu rồi bao nhiêu kiếp rồi đức phật có nói rằng là mình sự lưng hồi của bản thân con người mình á là sự lưng hồi máu của mình á nhiều hơn nước biển nói quý vị sự lưng hồi á nước mắt mình nhiều hơn nước biển nữa thì biết nghĩ nghĩ rằng là quý vị sống đi rồi xong quý vị một lúc nào đó mất đi chết tái sanh lại đi lại đi lại đi lại như vậy quý vị thấy rằng nước biển nhiều không nhiều nhưng mà nước mắt máu của mình còn nhiều hơn nước biển nữa vậy chúng ta cần phải làm gì trong việc này ngay chính bây giờ chúng ta được học phật pháp chúng ta phải tu thôi chứ không nói gì hết phải tu không tu là còn lưng hồi còn lưng hồi là còn khổ cho nên cần phải tu Cũng giống như là quý vị thấy rằng là Có một câu nói Một bát cơm ngàn nhà Độ người hữu duyên với ta Có nghĩa như đúng thời Đức Phật Chỉ có một cái bát thôi Mà Đức Phật đi từng nhà Hàng ngàn cái ngôi nhà đó Để mà làm gì Gieo duyên với họ Để cho họ được học Phật Pháp Hiểu Phật Pháp Ngày nay quý vị làm gì quý vị đi đến từng ngôi đạo tràng gieo duyên với ba ngôi tam bảo à để làm gì học phật pháp chỉ để tu một chữ tu thôi đó là quý vị đang gieo phát khởi một cái duyên lành cho chính bản thân của mình một ngày nào đó quý vị sẽ thành tựu vậy thế thì trong đây quý vị thấy rằng là khi mà một vùng đất á, mà có rất là nhiều cỏ một vùng đất có rất là nhiều cỏ giống như một vùng đất đó có nhiều cỏ mà có một cây hoa bị nghĩ sống nổi không? Khó sống lắm vì bị sự chen lắng với nhau. Trong đây tất cả quý vị là một người thiện. Có một người ác ở trong đây khó mà sống trong đây được. Vì họ không chấp nhận, họ không nghe Pháp được. Họ không thể niệm Phật giống như quý vị được. Họ không có thể là đi từng bước, từng bước nhẹ nhàng được. Cũng thế. Cho nên trong một vùng đất đó chúng ta trồng đầy hoa có một cọng cỏ nó sống không được là quý vị là những cái bó hoa trong một vùng đất đó những người ác không sống được trong tâm mình cũng vậy nếu như quý vị đã suy nghĩ những việc gì đó ác nhiều quá thì cái điều thiện khó mà xanh sôi nảy nở còn nếu đổi ngược lại trong tâm quý vị có những điều tốt những điều lành thì những điều xấu nó khó sống trong tâm quý vị lắm cho nên trong mỗi con người chúng ta đều có một cái tâm xấu và một tâm tốt vậy chúng ta từng bao giờ suy nghĩ rằng là trong từng việc làm từng việc suy nghĩ quý vị suy nghĩ thiện nhiều hơn hay điều tốt nhiều hơn là việc ác việc giữ có bao giờ chúng ta ngồi lại suy xét điều này hay không đó là điều quan trọng nếu như quý vị đã suy nghĩ muốn hại ai đó nếu như quý vị suy nghĩ muốn làm cho người đó tệ đi thì chính chỗ này quý vị đang xấu mình đang xấu đổi ngược lại trong tâm quý vị suy nghĩ những điều gì nó thiện điều gì nó tốt cho người khác thì là quý vị một con người cực tốt con người cực tốt đây là nói vì suy nghĩ thôi Chắc chắn quý vị có ai nói câu là Đó chưa bao giờ suy nghĩ Người khác xấu đi không? Có bao giờ không? Phải có đúng không? Chứ làm gì mà không có Có bao giờ nghĩ muốn hỏi, hại ai chưa? Phải có Đúng không? Đổi ngược lại Mình muốn người ta xấu Người ta cũng muốn mình xấu Vậy hai người đều xấu Vậy đổi ngược lại Mình muốn người ta tốt Người ta cũng muốn mình tốt đó là cái mà chúng ta cần thiết phải làm qua việc này thì quý vị thấy rằng là trong một câu chuyện mà đức phật có nói thì được ghi chép lại một vị thiện nam một vị thiện nam hỏi đức phật rằng là tại sao trong cuộc đời này có những người chết sớm và có những người sống trường họ. Vậy do đâu quý vị? Do, do đâu? Đúng rồi, đó là do sự thời xưa, chúng ta đâu đó đã hay sát sanh, hay giết những con vật, những sinh mạng của chúng sanh nhỏ bé. Ngày nay chúng ta bị cái quả chết sớm. Còn những người trường họ thì sao quý vị, do có lòng từ bi, có lòng yêu thương tất cả mọi người và tôn trọng sự sống. Vì quý vị không sát đến một sinh mạng của một con vật nhỏ bé, mình chưa nói đến việc lớn nha. Thì quý vị sẽ được trường thọ, ngay lúc bây giờ cũng vậy. Nếu như quý vị có tâm giết một con vật thì thôi, chúng ta bỏ qua cho nó tha cho nó sống Mình tôn trọng sự sống với nhau Vì chính bản thân của mình cũng muốn sống Mà đúng không quý vị Quý vị đang bệnh Quý vị có muốn sống không Muốn hết bệnh không Muốn hết bệnh để được sống lâu Vậy lúc bây giờ chúng ta phát khởi tâm gì Từ bi Yêu thương Yêu thương và tôn trọng sự sống Vậy thế thì chúng ta cần phải làm điều gì trong việc này Đó là phóng sanh Chúng ta yêu thương chúng sanh Chúng ta mua một con vật nhỏ bé nào đó nó đang trong cái sự sắp sửa chết chúng ta mua nó để sống bóng xanh cứu giúp mạng sống nó chính bây giờ chúng ta sẽ được nhanh hết bệnh và được trường thọ đó là cách mà chúng ta đang nuôi dưỡng tấm thân này chứ không phải chúng ta thấy mình đang bệnh cần sức khỏe chúng ta sát hại đi nghe nói rằng là con vật đó nó bổ lắm chúng ta mua về ăn để có sức khỏe để trị bệnh, xin thưa quý vị, điều đó trái ngược với đạo lý nhân quả. Trái ngược với đạo lý nhân quả, vì thế chúng ta cần phải muốn hết bệnh, điều đầu tiên phát khởi lòng từ bi ngay chính thân thân mình và rồi chúng ta có thể mua một con cá, một con chim, một con vật nhỏ nào đó chúng ta phóng sanh. Thì lúc bây giờ đồng nghĩa nhân quả thì quý vị có chăng, có thể, quý vị sẽ được hết bệnh nhanh hơn. Đó là cách mà chúng ta thực hiện để trị nghe bệnh. Thứ nhất, trị bệnh tâm là nuôi dưỡng lòng từ bi, phát khởi sự tôn trọng, sự sống của tất cả mọi người thì mình cũng được sự tôn trọng và mình sẽ được sức khỏe đầy đủ. Đó là điều thứ nhất chúng ta cần phải có. Quý vị nhớ rõ, đồng chân nhắc lại, nuôi dưỡng lòng từ bi chính bản thân của mình và lòng yêu thương tất cả mọi con người và chúng sanh đó là sự tôn trọng sự sống chúng ta cần phải phát khởi tâm phóng sanh những con vật sắp sửa chết chứ không phải chúng ta ăn những con vật đó để cho có sức khỏe chính bản thân của mình mình nên hiểu rõ là như vậy thì cầu mong và điều kết quả tốt đó là chúng ta sẽ được nhanh hết bệnh hơn và chúng ta sẽ được sống trường thọ hơn vì đó là nhân quả và điều kế tiếp một vị thiện nam đó hỏi đức phật rằng là tại sao có người nhiều bệnh và có người ít bệnh lý do ở chỗ nào lý do ở chỗ là quý vị xưa kia nha không phải nói lúc bây giờ xưa kia chúng ta đã từng là người hung dữ hay là người đánh đập một chúng sanh khác Ngày nay chúng ta mới bị là nạn, bệnh ít, bệnh nhiều, bệnh nặng, bệnh nhẹ. Chính bản thân của đồng chân cũng bệnh thôi, ai cũng bệnh hết. Do chưa kia chúng ta chưa đủ hiền, chưa đủ dịu dàng. Cho nên chúng ta ngày nay mắc cái quả như vậy. Trong thờ Đức Phật, cái thỏ của Đức Phật đó, có một vị ngày sống tới 120 tuổi mà chưa có một bệnh cảm nhẹ quý vị ho cũng không có luôn vì thấy tuyệt vời không do vì hiểu rằng là cái lòng từ bi của ngài đến mức độ nào và sự yêu thương của ngài với tất cả chúng sanh bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp đến mức độ nào ngày nay cũng vậy chúng ta hiểu được như vậy thì thôi chúng ta có lỡ hung dữ hay có lỡ đánh đập một con vật hay một đứa con của mình thì chúng ta nên dừng lại hẳn ngay việc này để chúng ta nuôi dưỡng đi sự bình đẳng dù biết đó là con của mình hay là em của mình hay là một người dân nhưng chúng ta cũng đừng phát tâm là hung dữ và đánh đập nó thì đây chính là cái mà tại sao người bệnh nặng người bệnh nhẹ bởi vì khi mà quý vị cầm một cái cây đánh một đứa con mình đi tuy rằng nó lì đó nhưng mà nó cũng đau chứ quý vị vì nó đau đó là một vết thương mà mình đã đánh như vậy rồi thì chắc chắn mai sau mình cũng sẽ gặp một cái quả xấu là sự đau thương chính bản thân của này. Cũng như thờ Đức Phật. Đức Phật là người đã hoàn toàn chánh đặng chánh giác và Đức Phật là một người không còn phiền não. Đức Phật là một người một việc lành nhỏ Đức Phật cũng làm. Một việc ác nhỏ Đức Phật cũng không suy nghĩ tới và không hành động vậy thế mà Đức Phật phải có một cái nghiệp gì quý vị đau đầu vì do đâu đó là do sự thở tiền kiếp của Đức Phật trong một ngôi làng trong một ngôi làng thì trong một ngôi làng đó đánh bắt cá đánh bắt cá thì lúc bấy giờ họ tiền kiếp của Đức Phật đó, là một vị Bồ Tát đó còn nhỏ thì còn nhỏ vị Thấy người ta bắt cá lên vui mừng Thấy được kéo được nhiều cá vui mừng Thấy được uh, nguyên cái sớm đó kéo cá lên vui mừng quá Rồi Đức Phật mới bắt một con cá Lấy cái tay gõ lên đầu ba cái Cái nghiệp đó vẫn giữ tới lúc bây giờ Khi Ngài Phật đã thành Phật rồi Bị cái nạn đó là nhức đầu Đó là Quý vị thấy sự nặng nề chưa Chỉ cần gõ lên đầu ba cái thôi Mà Phật đã là người thành Phật rồi mà còn phải nhức đầu vậy Phật phải chịu cái nghiệp cũ chính bản thân của chúng ta hay bất cứ một ai đó mình đang đau bệnh thì mình suy nghĩ rằng là hồi xưa mình chắc chắn tạo một cái nghiệp gì đó đau khổ cho người khác và làm người khác bị thương cho nên ngày nay mình cũng bị cái nghiệp đó trả quả hay là câu chuyện của Đức Phật đó thì khi mà nguyên cái làng đó Quý vị đánh bắt cá như vậy đó Về cái thở của Thời hiện tại của Đức Phật đó Thì nguyên cái cái cái, cái dòng tộc Của Đức Phật bị chiến tranh đó Bị giặc đánh chết hết luôn Là do cái nghiệp trả là Đánh bắt cá Chỉ cần đánh bắt cá thôi Mà phải chết đi thân người Trả quả đó quý vị Và điều thứ ba Đó là có một vị Hiện Nam cũng hỏi Đức Phật rằng là tại sao trên cuộc đời này có những người vô duyên và có những người hữu duyên? Vậy do đâu quý vị? Do đó là sự nào? Chính bản thân của mình hay nóng giận và hay la hét hay bất bình. Có nghĩa là hay có người mà hay nóng giận lên đó và hay la hét người khác đó. cho nên là mình bị một cái quả gì là ai gặp mình cũng không thích chứ. Gọi là vô duyên và hữu duyên quý vị mà đôi khi nha gặp một người đó đó mà họ tránh xa mình về chính chất này mình phải xem lại chắc lẽ hồi xưa mình cũng là người hay nóng giận hay la hét người khác cho nên ngày nay mình gặp kết quả như vậy còn mà một người nào đó người ta thích có sự hữu duyên với nhau ai cũng mến hết thì chứng tỏ một điều này là hồi xưa họ có một cái tâm dịu dàng à, khiến cho người khác phải là sao dễ thương Đấy là mình thấy một cái nhân quả như vậy Vậy thế quý vị thấy rằng là Trong một từng lời nói Nếu quý vị mới nói lời hung ác Thì chắc chắn mọi người sẽ sợ Còn đổi ngược lại với quý vị Là một người nói chuyện rất là dễ thương, nhẹ nhàng Nói chuyện dễ nghe Nói chuyện bằng ái ngữ Thì tất cả mọi người đều thích cả Cũng giống như Một cái việc quý vị thấy là rất là rõ ràng một người nói nhiều không bằng một người nói ít Mà một người nói ít thì không bằng một người im lặng Một người im lặng không bằng một người nói đúng lúc Vì sao như vậy? Vì nếu như chúng ta nói một việc đó đúng Mà nó không phù hợp Thì nó cũng không có giá trị, không có lợi ích Còn đổi ngược lại quý vị nói lời chân thật Nói lời chân thật mà đúng lúc thì sẽ có giá trị Cũng giống như có cách nói như thế nào Thứ nhất là chúng ta nói chuyện như đất Thứ hai Nói chuyện như hoa Thứ ba Nói chuyện như mật Nói chuyện như đất là như thế nào Quý vị gặp một ai đó Người bạn mình hay một nhóm bạn Ngồi lại với nhau Nói chuyện của người nào Nói chuyện đâu đâu Đó đó không là ích gì hết Và mình nói chuyện ra mọi người đều sợ Đây là nói chuyện như đất Là bỏ đi đắt là giống chuyện chân cho nó chuyện giống bỏ đi còn nó chuyện như hoa là như thế nào là quý vị nó sự chân thật có cái gì nó cái đó đúng thì nó đúng sai nói sai điều gì xảy ra nó y như vậy không khác một chút nào đó là nó chuyện như hoa dù là mình nói ra nó sự thật đó mà khiến người khác khiến người khác phải đau khổ mình cũng nói mình không suy nghĩ chỉ biết nói sự thật thôi đó là nói như hoa còn thứ ba là nói như gì nó như mặt nó như mặt là nói như thế nào đó là khi dù cái việc đó nó sự thật nha thì mình nói ra mà không lít thì cũng không nói mà điều đó sự thật nói ra có lít, có lết cho người khác và có lết cho chính bản thân mình thì mình mới nói thì đó là nói chuyện như hoa vậy từ đây về sau quý vị có nhận một điều gì nào đó của người khác hiểu một điều gì đó ai hỏi mình và mình trả lời một cách đúng lúc đúng nơi, đúng chỗ, đúng thời điểm Có lẽ mình nên nói Đó là một người trưởng thành Còn nếu mà mới bị gặp một người Cái gì cũng nói hết Không cần biết đúng sai Và không cần biết là có gây đau khổ cho người khác hay không Mà người đó cũng nói Thì chứng tỏ một điều Người đó nói chuyện như đất Chúng ta không nên học cách này Quý vị xét chính bản thân của mình xem Mình có từng nói những lời đau khổ cho người khác hay không và chính bản thân của mình có từng nói những điều Điều gì mà sự thật Mà trái lòng chưa Tại sao có những câu trên cuộc đời này người ta nói là Tại sao con nói sự thật Mà sao sự thật mất lòng Sự thật phủ phàng Là do chỗ mình Nói cái sự thật không đúng thời Không đúng lúc Vậy thế chúng ta muốn là một con người tốt Một con người mà mọi người phải quý mến Đó là phải nói Cho đúng thời điểm đó là về lời nói và điều thứ tư thì cũng có chỉ dạy là như sau một người thiện nam hỏi đức phật rằng là tại sao trên cuộc đời này có những người bằng cùng mà có những người lại phú quý là do đâu do họ không có lòng bố thí và không có sự bố thí về thức ăn thức uống về thuốc men về y phục chỗ nằm, chỗ ở. Quý vị có từng làm điều đó chưa? Chắc chắn sẽ có, nhưng ít với nhiều. Vậy nếu chúng ta mà không có tâm bố thí, chắc chắn chúng ta sẽ là một con người rất là hẹp hồi. Vậy thế do một người mà có được sự phú quý là do họ có sự bố thí. Bố thí ở đây quý vị hiểu rằng là đừng suy nghĩ là mình không có tiền bạc là không bố thí được. Và chúng ta không có một món đồ gì đó là không bố thí được. Bố thí có nhiều cách lắm quý vị. Giống như là quý vị thấy rằng là chỉ cần đơn giản Quý vị nhìn với một ánh mắt chân thật Nhìn với một cái sự thẳng thuần Thì đó là sự bố thí cho người khác Sự bình an rồi Hoặc là quý vị bố thí bằng cái nụ cười thôi Quý vị cười lên thôi Thì cũng khiến cho người khác cảm thấy Dễ thương, dễ mến Đó là sự bố thí Mang niềm vui đến cho tất cả người khác Về gương mặt của mình thôi Và một cách hành động của mình thôi Lời nói của mình thôi Dễ thương, dễ nghe nói có lợi ích, nó đúng thời đúng lúc Vậy đó chính là cách bị bố thí đó Chứ không phải nhất thiết bị phải bố thí Bằng cái tài vật Tiền bạc hay là bất cứ một điều gì đó Nó là sự bên ngoài thôi Nhưng mà mình bố thí ngay cho cái, cái tâm mình nè Cái thân mình nè cái, cái tâm mình suy nghĩ cho tốt cho người khác Đó là cách bố thí Quý vị muốn cho mình hết bệnh Vậy mình có suy nghĩ rằng là Mong muốn rằng là Mọi người đi chung với mình Họ cũng được hết bệnh không mình có bao giờ phát khởi tâm đó chưa? Đức Phật có một lần phát khởi Khi Đức Phật có một họ kiếp Là một vị bị đỏ xuống địa ngục Nhưng mà Ngài thấy địa ngục Bao nhiêu con người chịu khổ nó quá Ngài mới phát khởi là một điều rằng là Hãy cho tất cả những người đang bị đỏ địa ngục này Mà được sanh về nơi thế giới an lành Chỉ để cho một mình Ngài Đau khổ ở dưới đây thôi khi mà Ngài phát tâm đó thôi quý vị Ngài sẽ thoát khỏi cảnh địa ngục đó luôn Và tái sanh để làm người tu tập tiếp tục Hồi quá khứ của Đức Phật Ngày nay quý vị cũng vậy Quý vị đang bị bệnh Về tâm hay về thân Thì quý vị hãy phát khởi tâm của mình Phát khởi ngay cái tâm của mình Phát khởi rằng là Mong muốn tất cả mọi người hết bệnh Mình có phát khởi được tâm đó chưa? mình có phát khởi được cái tâm là muốn tất cả mọi người hết bệnh mà mình chịu bệnh như dùng cho mọi người không tuy rằng đó là không sự thật nó là không đó là trong nhân quả đó không có thể hiện ra được điều đó nhưng mà cái tâm của mình trong sạch như vậy cái tâm mình thiện như vậy thì mình có cái tâm từ bi như vậy chắc chắn con người mình sẽ nhanh hết bệnh lắm quý vị chắc chắn sẽ nhanh hết bệnh lắm đó là những cái mà chúng ta thấy khi mà chúng ta bệnh cái thân này đôi khi cái thân này nè phải đau đớn không chịu nổi nhưng mà chúng ta làm sao cái tâm chúng ta đừng có buồn vì cái bệnh này tuy gần khó mà thực hành nhưng mà thực hành được hiểu vì dù có bệnh mấy vì cũng được sự an lạc lắm cũng được cảm thấy vui đấy là vì thấy là về cái sự bố thí nó cực kỳ quan trọng ở chỗ đó cho nên chúng ta phát khởi nghe tâm của mình làm những điều đó phát khởi tâm mình thiện đi đó là mình chổi dậy đi cái nhân thiện nhân lành và quý vị thấy rằng là tại sao trong cuộc đời này thì lại có một người gọi là thấp hèn và một người cao sang. Thì quý vị hiểu ra đâu? Do mình không có sự không có sự là kính trọng người khác. Không có sự kính trọng người khác mà chúng ta gọi là khinh thường người khác. Cho nên chứ có sự mà cao sang và thấp hèn chúng ta được kính trọng người khác chắc chắn người khác sẽ kính trọng chính bản thân mình đôi khi quý vị lớn tuổi nè gặp người con của mình quý vị có thử bao giờ bị dạ không quý vị thử xem mình muốn nó kính mình nhưng mà mình có bao giờ mình tôn trọng nó không không con tôi tôi có quyền chửi mắng nhưng mà tại sao mình đặt lại vấn đề con mình mình có quyền kính nó chứ mình thương nó mà mình có thể dạ với nó được mà đúng không tại sao mình bắt nó phải dạ với mình mà mình không dạ với nó mình thấy trái chiều không? Quá trái chiều Quý vị thử xem Nếu như quý vị gặp con mình Nói chuyện với mình Mình thay đổi Còn từ dạ thưa văn Cảm thấy dễ thương không? Dễ thương đó là cách mình dạy nó để nói tiếng dạ Tiếng cung kính Với tất cả mọi người và chính bản thân của mình Đó là cách mình dạy nó đó quý vị Vì thế quý vị thấy rằng là trong sự nhân quả Hoặc là trong tất cả mọi việc Thì mình làm mình có một cái ý thức trong đó Mình để tâm vô đó thì mình sẽ dễ làm một điều thiện lắm mấy vị Còn nếu mà mình làm đại, làm càng Chắc chắn nó sẽ dễ sanh phát những điều ác Đó là quý vị thấy rằng qua những điều đó Và khi mà cái thân này quý vị được sanh ra Đều là nhân cả Do cái nhân mình tạo ra nhiều kiếp trước Và do sự luân hồi Thì đó là cái nhân mà ngày nay chúng ta có kết quả Tất cả chúng ta Và tất cả mẫu vật hiện hữu trên cuộc đời này Được hiện hữu trên cuộc đời này Điều là chúng ta đang thọ đi cái di sản của tiền của cái kiếp trước Chúng ta đang thọ hưởng đi những cái di sản kiếp trước ta đã tạo ra Ngày nay chúng ta mới hưởng Là dù ngày nay chúng ta được khỏe Chúng ta được có thân người Chúng ta được giàu sang Là do kiếp trước chúng ta có sự bố thí Có sự làm phước Có lòng yêu thương người Ngày nay chúng ta mới được có tâm vui vẻ, hoan hỷ còn ngày trước chúng ta làm người khác đau khổ thì ngày nay chúng ta hưởng quả đau khổ vậy thế ngày nay chúng ta đã đau khổ thì chúng ta làm gì phát khởi đi cái tâm yêu thương mọi người và không làm người khác đau buồn thì lúc bấy giờ chính bản thân mình sẽ thoát khổ chúng ta hãy nhớ điều đó vậy thế thì trong kinh pháp cú được nói rằng là trong nếu người làm thiện nên tiếp tục làm thiện hãy ước muốn điều thiện chứa thiện được an lạc vậy chỗ này là khi mà một người nào đã làm thiện rồi á thì nên phát khởi làm mạnh lên là giống quý vị đã đi đến đây tu học giúp đỡ ủng hộ đạo tràng thì chúng ta càng làm nhiều hơn nữa để chúng ta có được nhiều điều thiện thì chắc chắn điều thiện nó đầy đặc trong tâm mình thì mình sẽ được an lạc mà trong tâm mình đã được đầy đủ sự thiện rồi đầy đủ sự lòng từ bi đầy đủ sự yêu thương mọi người giúp đỡ mọi người lúc bấy giờ tâm mình không khổ và dù cái thân này có bệnh như thế nào thì tâm mình cũng được vui cái thân này không còn quan trọng nữa chủ yếu là cái tâm bởi vì tấm thân này dù quý vị sống thêm 100 năm nữa thì cũng phải bỏ cái thân này thôi nhưng mà quý vị sẽ mang đi cái tâm mà cái nghiệp này đi theo luân hồi tiếp tục Vậy nó cho nên chúng ta tu ngay cái tâm này, lúc bây giờ quý vị chuyển hóa cái tâm. Cái tâm mình đã đủ mạnh, chắc chắn cái thân mình sẽ được khỏe. Tại sao Đức Phật bị lăn đá mà Đức Phật không bị đau khổ? Do cái tâm Đức Phật đã định rồi, đã trong niết bàn rồi. Thì bao nhiêu cục đá đến cái thân của Đức Phật, Đức Phật cũng không ảnh hưởng gì. Quý vị cũng vậy, ngay lúc bây giờ quý vị được hết khổ, quý vị tu cái tâm. Tu cái tâm chuyển hóa làm điều thiện nghĩ điều thiện hay là pháp môn mình đang tu niệm phật ngồi thiền trì chú mình chọn một pháp môn nào đó để làm hành trang cho chính bản thân của mình bởi vì tại sao chúng ta phải chọn pháp môn vì trên cuộc đời này quý vị nên nhớ quý vị sống và có hiện hữu trên cuộc đời này là đóng góp hay là góp mặt như thế nào gọi là đóng góp đóng góp là quý vị sống trên cuộc đời này vì giúp đỡ mọi người khác làm tất cả mọi việc giúp cho đời giúp ích cho đời thì đó là vì sống để đóng góp Còn nếu như quý vị sống với cuộc đời này Mà đi đến đâu người, ta, người khác cũng sợ Đi đến đâu người khác cũng lo Và đi đến đâu là gây gỗ tới đó Vậy chính chỗ này là quý vị sống trên cuộc đời này Chỉ là góp mặt cho vui thôi Vì nhớ chỉ là góp mặt cho vui thôi Cho nên chúng ta cần phải sống trong sự đóng góp ngay lúc bây giờ quý vị đến đến đoạn tràng này Đó là quý vị đang đóng góp Cho Phật Pháp bởi vì nếu như trong tam bảo có phật có pháp có tăng không có tín đồ là không có quý vị chắc chắn tam bảo không tồn tại được bởi vì có quý vị có người tu học có người trợ duyên cho tam bảo thì tam bảo mới tồn tại được cho nên quý vị đang đến đây là vì đang đóng góp cho tam bảo và vì đang sống có hữu ích đỡ ngược lại hơn một bước nữa chúng ta đã đến đây học phật pháp phải thực hành Phật Pháp Vì thế chúng ta hãy chọn chính bản thân mình Pháp môn Để làm hành trang khi chúng ta rời cuộc sống này Ngay lúc bấy giờ cũng vậy Quý vị thích Pháp môn niệm Phật Hãy chiên chú nó Nhất tâm chính bản thân mình Và chân thật niệm Phật Một cách chân thật nhất Hàng ngày, hàng giờ, mỗi lúc Ví dụ như quý vị ngồi Ở nơi nhà đang đau đớn cái thân này Thay vì quý vị đang đau đớn Chắc chắn trong đầu quý vị sẽ suy nghĩ Mong muốn Cái thân này nó hết bệnh, hết đau Để chúng ta được vui đúng không? Và suy nghĩ làm sao Để cho có thuốc nào đó hay để trị bệnh Đó là điều chắc chắn Quý vị sẽ suy nghĩ Nhưng đổi ngược lại tại sao trong khoảng lúc đó Mình suy nghĩ điều đó Có lợi gì không? Có những biết được vấn đề gì không? Không Vậy tại sao mình không suy nghĩ Dùng pháp môn Của Phật mà chúng ta niệm Phật để chúng ta vượt qua đi những cái suy nghĩ đó, vượt qua những cái ý tưởng đau khổ và ý tưởng không có thật đó. Vì vị thấy khi mà chúng ta cái tâm mình đã niệm Phật được rồi, chắc chắn mình sẽ được vui. Mà được vui thì lúc bây giờ chúng ta không suy nghĩ những điều mơ hồ đó, những điều không có thật đó. Lúc bây giờ chúng ta chuyển hóa được ngay chính bản thân của mình, dù cái thân này cũng có đau. Đó là cách. Hoặc là nếu bị ngồi thiền được, thì bị ngồi thiền. An chú ngay hơi thở mình một cách chân thật nhất. Nếu như một có phiền não nữa khởi lên như trong đầu mình Chỉ cần mình nương vào hơi thở mình Một cách chân thật, thật lòng nhất có thể Định tâm như trong đó Chắc chắn phiền não Những cái mình lo rầu Sẽ không đến nữa Bởi vì quý vị ở đây Chắc chắn quý vị, vị sẽ có tuổi hết rồi Ai cũng là lớn tuổi rất là nhiều Nhưng mà cái tâm quý vị có còn lo cho con cái không? Còn Vì còn rất là lo Nhưng quý vị có giúp ích được gì không? Đôi khi không có mình lo ở ừ, con mình nay đi đâu, làm gì, nó làm ăn ra sao, nó khỏe không, nó tốt hay không. Nhưng mà hai giờ trong khoảng thời gian đó, mình lấy cái điều suy nghĩ đó, mình đâu có giúp ích được gì cho nó đâu. Mà mình cứ lo nghĩ hoài, lo cho nó hoài, nó lớn rồi. Mình lo như vậy cũng không được gì, đổi ngược lại. Trong cái lo đó, cái suy nghĩ đó, mình lấy một câu danh hiệu Phật ra mình niệm, hay là mình an chú vào hơi thở, hay mình suy nghĩ, ờ thôi, mình làm hành động này nè giúp ích cho người khác hay mình thấy một người bạn mình đang đau khổ thôi nè bạn bạn mở một bài pháp lên bạn nghe để phát khởi một cái tâm thiện đó là cách mình giúp ích người khác đổi ngược lại trong những cái suy nghĩ không có thật đó cho nên mình cần phải có sự chuyển hóa từng ly từng tí phát khởi gieo di gie những cách viên lành trong tâm mình phát khởi lên thì có như vậy quý vị sẽ có được đời sống ngay trong tâm mình được an lạc, thân này nó sẽ nhanh hết bệnh. và tại sao vì thấy rằng là có những câu chuyện, có những người bị ung thư mà họ lại nương vào câu niệm Phật, họ nương vào cái việc hành động ăn chay, mà họ lại chuyên chú nhất tâm, họ lại hết bệnh. nhưng đâu đó cũng có người không hết bệnh, bởi vì sao nghiệp quá nặng, bởi vì sao? vì họ không thật sự chân thật niệm Phật và ăn chay. họ thật sự Thí dụ như quý vị bệnh lâu năm, lâu ngày, quý vị mong muốn có một cái gì đó hết bệnh liền. Quý vị về niệm Phật ba bữa, niệm Phật mười bữa, niệm Phật nửa tháng, một năm, mong muốn hết bệnh, thì làm sao có được quý vị? Khó lắm. Chúng ta cần phải có thời gian, thời gian nhất định lâu dài. Mà, mà chúng ta phải thật sự niệm Phật thật sự và nếu như ăn ngồi thiền thì thật sự nương vào hơi thở tìm cái định ngay trong chính hơi thở và tâm mình có chăng như vậy thì quý vị sẽ được nhanh hết bệnh chứ đừng nghĩ không à, người ta bệnh người ta cũng niệm phật người ta cũng ăn chay mình cũng niệm phật cũng ăn chay người ta hết bệnh mình không hết bệnh cái mình suy nghĩ tiêu cực thôi cái này nó không có giá trị làm này không tốt họ bỏ chính chỗ này tâm kiên cố mình không có đầy đủ và mình không thật sự niệm phật cho nên cái sự thành tựu hết bệnh khó lắm mình hay đặt trọn vẹn niềm tin vào ba ngôi tam bảo dùng pháp môn niệm phật hoặc là quý vị dùng pháp môn trì chú thật sự như vậy có bao giờ quý vị thử hỏi chính bản thân của mình sáng quý vị mở mắt ra sau khi ngủ mở mắt ra quý vị suy nghĩ điều gì trong đầu Quý vị suy nghĩ điều gì trong đầu, mình còn nhớ không? Mình có chánh niệm được việc đó hay không? Không. Vậy hết hết bệnh làm sao? Muốn hết bệnh phải chánh niệm từng ly từng tí, từng việc nhỏ trong đời sống tu tập. Có như vậy chúng ta mới có được thành tựu. Mình thử hỏi bây giờ ngày mai hay là trưa nay chúng ta có ngủ lại đây thì quý vị ngủ trước khi ngủ quý vị suy nghĩ cái điều gì? Có suy nghĩ điều thiện không? Hay là suy nghĩ điều ác? Có suy nghĩ điều gì mang đến sự an lạc hay không? Hay là mang đau khổ cho người khác? Và sau khi chúng ta ngủ rồi Điều suy nghĩ đầu tiên trong đầu mình mở mắt ra Đó là điều gì? Mong muốn tất cả mọi người sống tốt Mình có suy nghĩ không? Mình thử về đặt câu hỏi Nếu như mình làm từng Mình chú ý được từng cái suy nghĩ mình á Thì có như vậy Đời sống quý vị có được sự an lạc Thật sự nói với quý vị Trong đời sống của quý thầy quý cô cái niềm tu nó đơn giản lắm không có gì khó đâu nghe chính bản thân đồng trơn không có gì nhiều mình chỉ cần ai có thể bước vào phòng của đồng trơn từng đó dép mình để một cách nghe ngắn bước vào phòng một cách gọn gàng khi ngủ dậy một cái mền một cái y một cái gối ship đâu vào đó gọn gàng sách đọc mọi thứ mọi việc cá nhân đều cách gọn gàng nhất đó là tu quý vị vì sao? Vì luôn đặt lúc nào chính bản thân đồng chân Đặt cho mình đó, một khi mình ngủ hức dậy Mình mờ này mình không ship Cái y mình đắp mình không ship Mình bước ra mình có cơ hội để bước vào phòng nữa hay không? Đồng chân luôn suy nghĩ Khi một khi mình bước ra đánh răng rồi Không biết mình có còn bước vô phòng được hay không? Tại sao mình không ship cái y Mình đã đắp lên thân mình Cho nó gọn gàng Từng việc như vậy mình chú tâm mình làm có bao giờ quý vị suy nghĩ rằng là một khi quý vị đi đâu đó đi vệ sinh thôi không không chở vào phòng được nữa hay không vì vô thường mà quý vị quý vị cũng thấy được những cảnh gọi là đột tử chết lúc nào không hay không biết mình có sẵn sàng mình có chuẩn bị cái điều đó hay chưa quý vị luôn luôn suy nghĩ là cái chết cần cờ chính bản thân mình mà mình sống tốt đi mình sống chánh niệm đi thì có như vậy đời sống quý vị mới được an lạc còn quý vị xem thường việc chết Quý vị sợ chết nhưng quý vị xem thường nó Thì làm sao quý vị sống được hết khổ đây Đấy là tại sao quý vị thấy được quý thầy quý cô Đi đứng nằm ngồi một cách nhẹ nhàng Không có gì mà phải lo lắng, sợ sệt, gấp gáp Và có thể gọi là ngăn nắp đâu đó đàng hoàng Một cái tươm tất về chính bản thân của mình Có đời sống như vậy chưa? Sửa là chỗ đó quý vị, tu là chỗ đó. Mình cứ thử hỏi chính bản thân mình về cái khu mình ở, cái nơi mình ở, cái giường mình nằm, có gọn gàng chưa? Đôi dép mình để có thẳng thồm chưa? Đó là tu đó. Chứ không phải gì cao xa đâu quý vị. Từng việc quý vị làm, ngay khi quý vị ăn cũng để, để đôi đũa ngay ngắn, để làm sao cho nó gọn gàng. Mình ăn xong, mình dọn dẹp như thế nào? Để cho đừng phiền người khác. Đôi khi chẳng phải nghĩ, đồ của mình ở Cái phòng mình ở Mà nó lung tung quá Lỡ mai mình chết đi rồi Thì phải làm phiền người khác dọn giùm mình nữa Thôi bây giờ mình làm gọn gàng Lỡ mai vô thường đến Mình chết thì đỡ phiền người khác Mình hãy luôn luôn suy nghĩ trong đầu mình Chết bất cứ lúc nào Nhưng mà đó là sự thật Mình đâu biết được mình sống tới khi nào Bởi trên cuộc đời này có những thứ không biết được Thứ nhất không biết mình chết lúc nào Thứ hai mình không biết là mình sẽ suy nghĩ điều gì nhất kế tiếp và không biết mình sẽ chứng quả lúc nào và chết đòi không biết sanh về đâu. Cho nên chúng ta phải luôn luôn có tư thế sự chuẩn bị cho chính bản thân mình để lúc ra đi. Đó là cách chuẩn bị, đó là cách tu. Chỉ có quý vị suy nghĩ như vậy thì đời sống của quý vị mới có sự chánh niệm, mới có sự hạnh phúc chân thật. Mình dốc tâm, mình lo cho cha mẹ mình, đã đành khi cha mẹ mình yếu. Con cá mình nó lớn tuổi rồi, mình cũng lớn tuổi, con cá mình đủ tuổi trưởng thành rồi. Tại sao mình phải để tâm mình lo nữa mà mình không lo chính bản thân mình? Bởi vì trong từ bi Thụy Sám Pháp có nói rằng Chí thân như cha với con Một khi nghiệp báo tới Đối đầu Thì cũng không thể nào chịu được cái quả báo đâu quý vị Quý vị thấy không? Quý vị là phận làm cha là mẹ hay là con Thì một khi thăng Cỡ nào thăng, lo cỡ nào lo Một khi nghiệp tới Đâu có ai gánh cho ai được đâu quý vị Không có ai gánh cho ai được cả Cho nên chính tự thân của quý vị Phải tu thôi Chính tự thân mình phải yêu thương lấy mình thôi Không ai thương gì mình được đâu Và quý vị sẽ nghĩ rằng là Một người nào đó thương mình Và mình thương một người nào đó Là sự cho nhau hả, à? thương yêu hả à? Xin thưa quý vị đó là mình đang tham thôi. Ví dụ như mình thương một người nào đó đi. Mình bảo là mình thương họ nhưng mà sự mình thương mình hơn. Bởi vì mình thương một người đó muốn mình muốn được có người đó, muốn người đó giúp đỡ mình, muốn người đó chăm sóc mình. Muốn người đó quan tâm mình và chính bây giờ mình yêu thương mình chứ không phải mình yêu thương người đó, mình hãy nhận rõ chỗ này. Và đến dù cái một con của mình như vậy, nay mình lớn tuổi rồi. Thì thôi mình lo tu mình đừng lo cho nó nữa mình lo đến ngày mình, mình đến ngày mình nằm xuống mình không còn sự sống nữa mình cũng vẫn còn lo cho nên mình học phật pháp là phải tu cho chính bản thân mình yêu thương ngay chính bản thân của mình mình chứ phải mình học phật pháp để rồi mình lo tất cả mọi người mà thân này mình không lo rồi thân này bệnh thân này đau ai lo cho mình có chăng họ lo thì họ lo về vật chất một chút thuốc men thôi chứ họ không thể nào lo về bên trong được Họ không lo được cái nghiệp của quý vị đâu. Họ không lo được cái nghiệp, cho nên cái nghiệp là chính bản thân của mình phải có tâm sám hối để được trong sạch và rồi chúng ta làm tất cả những điều thiện. Đó là mình thấy là cái cái quả cái nhân lành chúng ta phải duyên, phải gieo, phải làm. Đó là cái mình cần nhất trong cuộc sống quý vị. Thì qua đó thì quý vị thấy rằng là trong cuộc đời này chúng ta cần có sự bình đẳng. Ở chỗ là mọi người không khác gì với tôi Không ai muốn chút nào đau khổ Và chẳng ai chán chơi hạnh phúc Mong tôi vui khi thấy người vui Vậy chỗ này vì thấy rằng là Mọi người không khác gì với bản thân của mình Là ai cũng sợ khổ đau Mà ai cũng muốn mong muốn hạnh phúc hả? Quý vị khi bị bệnh Khi bị bệnh thì bị sao cảm thấy khổ không khổ người khác bệnh người ta khổ không người ta cũng khổ vậy làm sao mình phát phát tâm làm sao như thế nào mình làm sao cho người đối phương của mình được vui được hạnh phúc về sự tâm lý ví dụ mình ở chung nhau một đoàn thể một tập thể đi thì mình có thể là phát tâm thiện mình giúp đỡ cho bạn mình cho một người anh chị em mình để cho mình được tốt hơn đấy mình phát khởi ngay trong tâm mình, mình chuyển hóa đó là một người bạn thôi nha Hơn thế nữa là ai? Là một người kẻ thù Chắc chắn rằng ở trong ở chung với nhau Một đoàn thể với nhau Quý vị sẽ có sự ganh ghét hơn thua với nhau Đúng không? Và sự ganh ghét hơn thua này Mang đến sự đau khổ cho nhau Thay ngược lại Chúng ta bỏ đi ganh ghét hơn thua đó Vì nó mang đau khổ Đổi ngược lại chúng ta giúp ích người đó giúp cho người đó làm việc gì nào việc nào tốt thì mình giúp đỡ ví dụ như đôi khi hai người cùng bệnh người kia không có khả năng lấy thuốc uống mình lấy giùm dù là mình từng ghét hai người ghét nhau mình lấy thuốc cho uống để cho họ hết bệnh thì đồng nghĩa mình đang gieo duyên lành tốt họ hết bệnh mình cũng sẽ được hết bệnh còn nếu mà hận thù cởi anh anh có đau cợi anh Anh không hút uống thì cợi anh Không có liên quan tới tôi Đó là mình đang gieo cái điều ác trong bản thân của mình Và mình đau khổ chúng ai chứ Cho nên mình mà thương được Người mà kẻ thù mình Thì đó điều mới là đáng quý Điều đáng quý Đó là ở chỗ đó Vậy thấy vì thấy hiểu một câu rằng là làm. Mình muốn hiểu được người khác thì mình lại thay đổi vị trí của mình với người và hành động một cách là bằng tâm tâm của bậc thánh làm với sự bí mật là sao là giống như một đối tượng nào đó đang đau khổ mà mình đặt trường hợp mình uh, cũng đau khổ như vậy và mình phát nhiên nào? mình giúp đỡ người đó trong một cách bí mật mình không phải là giúp đỡ ừ anh uh, tôi cho anh tiền này anh mua thuốc uống đi rồi cái uh, mình muốn người ta giúp đỡ lên mình thì đó chính là mình mình cho đi mà muốn đòi lại đúng không thôi mình giúp bí mật mình cho đi mà không cần đòi lại đâu ừ cho anh như vậy tôi bố thí cho anh giúp đỡ cho anh hết bệnh thì sau này mình cũng sẽ hết bệnh thôi quý vị ít với nhiều mình sẽ hết bệnh vì thế chúng ta làm giúp đỡ một người nào đó trong sự bí mật là không cho ai biết hoặc là mình với người đó biết thôi mình đừng có khoe khoang mình đừng khoe khoang hoặc là khi quý vị thấy rằng là một người bạn mình Một người nào đó Đi học Phật Pháp Đi làm việc từ thiện Thì mình sao sanh tâm vui vẻ Hoan hỷ với người đó Mình cũng được phước Quý vị thấy có phước dễ không? Đó là sự bố thí đó quý vị Khi mà quý vị thấy một ai đó lại Phật Một ai đó niệm Phật Mình thấy sanh tâm vui vẻ Với một cái hành động tốt đó Mình có phước báo cũng như họ Mình thấy dễ không? Dễ Vậy kẻ thù mình niệm Phật mình có thương không? khó lắm vì mình thấy họ tu hơn mình đôi khi mình ghét nghiệt chỗ đó đó nhưng mà đổi ngược lại dù kẻ thù mình họ làm việc tốt mình cũng sanh tâm quan hệ cũng giống như kinh tứ thập như chưa có nói khi một ngọn lửa quý vị đốt lên thì có rất là nhiều ngọn lửa khác đến để mồi ngọn lửa của quý vị không hết nhưng mà còn được sanh thêm phước vì cái đốt quý vị thấy rằng là ngọn lửa đó bị mang về bao nhiêu người khác đến mồi cũng đâu có tắt được đâu cái phước quý vị cũng vậy khi mà cái phước quý vị đã làm á, người khác mà sanh tâm quan hỷ, cái phước quý vị không hết mà quý vị được tăng trưởng thêm. Đó là cách làm phước như vậy. Vậy thế thì trong qua đây thì quý thầy cũng hiểu rằng là trong từng việc vị gieo nhân lành này giúp ích những người khác có sự an vui từ tâm về vật chất, sự đầy đủ thì quý vị sẽ được có quả báo gì quý vị? Có quả báo về đầy đủ tài sản. Còn quý vị có sự từ bi yêu thương tôn trọng tất cả chúng sanh và phát tâm là quý vị phóng sanh những con vật đó thì vì có phước gì vì sẽ được là trường thọ được khỏe mạnh khi quý vị không nói những lời hung bạo hay la mắng người khác thì quý vị sẽ được ít tập bệnh mà không đánh đập người khác đó là cái mình thấy trong những nhân quả như vậy hoặc là khi quý vị làm những việc tốt đó rồi thì quý vị sẽ được có những người khác đồn đại về danh tiếng đức hạnh của quý vị, rất là tốt. Cho nên mình cần phải có phát tâm làm những điều thiện điều tốt như vậy thì mình mới có được một đời sống an lạc, và một đời sống an lạc ngay trong tâm chắc chắn cái thân này quý vị sẽ nhanh hết bệnh và vượt qua điều đó. Ngay khi đơn giản quý vị thực hành theo đồng chân cũng đã đang thực hành thì pháp thực hành đơn giản nhất, dễ làm nhất mà mang niềm vui cho bản thân mình và người khác đó là pháp gì quý vị pháp mỉm cười pháp mỉm cười khi quý vị buồn quý vị thử họ bị vị đang buồn việc cười thôi thì nỗi buồn sẽ không đến lúc bấy giờ quý vị thử tất cả mọi người quý vị đây cỏ khẩu trang xuống thực hành pháp này thử xem quý vị có buồn không quý vị thử bây giờ phải thử cứ thực hành như lúc bấy giờ luôn ha quý vị cỏ khẩu trang xuống đi quý vị mỉm cười Xem thử quý vị còn đau khổ không Ngay lúc hiện tại thôi Một giây phút nhỏ nhất thôi Mà mang hạnh phúc niềm vui cho mình nhiều lắm Và đồng chân nó một hai ba bị cười nha bị chỉ mỉm cười thôi Là bị cảm thấy hạnh phúc ngay lập tức Một Hai Ba Cười Quý vị thấy là hết mọi người thấy như sao Phải cười lớn lên Thật tâm Nhiệt tình Quý vị thực hành ngay lúc bấy giờ Thì có chăng về nhà Quý vị mới là nuôi dưỡng được nó còn quý vị bây giờ ở đây mà quý vị ngại nữa Thì về nhà quý vị làm sao cười mình ơn được Đúng không? Mà quý vị về nhà cười mình ơn Mà mình sợ ngại, sợ người ta nói mình Bị gì đó tự nhiên ngồi cười Nhưng mà sự đó có phải là cái pháp Nó mang niềm vui cho mình lắm quý vị Quý vị đang đau khổ hay đang suy nghĩ điều gì đó Mà chỉ cần quý vị mỉm cười thôi Thì quý vị sẽ vui ngay lập tức Đó là quý vị cách mà thực hành như vậy Đồng chân mỗi lần sáng nha Khi mà mở mắt ra mở mắt ra việc kết tiếp là làm gì miệng mình cười miệng mình cười lúc mình mở mắt ra sau khi ngủ và trước khi ngủ đồng chân cũng cười đó là vì trong cái việc mà căn bản lúc mà ngủ còn mà bình thường thì chắc chắn mình phải có cười đôi khi mình làm việc gì đó mình cũng cười giống như bây giờ cứ cười đi cứ cười thoải mái lên trong một tâm hồn một ngày mình tu một ngày an lạc mà tại sao mình không cười ai bắt mình buồn đâu Ai bắt mình đau khổ đâu? Chính bản thân mình muốn vui, mình hãy cười lên. Cười nhiệt tâm thử cái coi quý vị. Cười mạnh lên, có gì đâu mà ngại. Nhiệt tâm cười thử, nếu mà mình chưa dám nở nụ cười cho chính bản thân mình nữa thì làm sao mà làm được điều gì cho nó tốt đây, đúng không? Nhiệt tâm mình cười cái con nào. mày thấy sao cười xong mình thấy thoải mái không mình có thoải mái vui vẻ tí nữa mình mình nghe pháp xong mình xuống mình ăn cũng vui mình khi mình ăn cũng cười gặp bạn bè của nhau mình cười đó là pháp cười đơn giản nhất mang lợi lạc chính bản thân mình lúc bây giờ mình có đau khổ không à hết đau khổ vậy chúng ta phải cười cười mới hết đau khổ được cho nên là quý vị làm gì làm cười cứ cười phải đi cho ai gây đến việc mình uh, chửi mình la mình như thế nào đó vân vân mình cứ cười Cười mình sẽ hết đau khổ Lúc bây giờ mày vui không? Cười xong mình vui không? Vui đúng không? Vậy mình cứ cười Đó, đó là cái pháp mà đơn giản gần gũi thôi Mà mình cảm thấy hạnh phúc nữa Và đó là một việc mà vì uh, Nên làm vào đời sống hàng ngày Và chuẩn bị cho mình một cái điều gì đó Là sự ngăn nắp Tu hành Đó là sự gọn gàng Ngay chính nơi mình ở và chính tự thân mình làm một việc, hành động nào đó Mình nên chú tâm, làm nó một cách là Đúng đắn à, Hai việc đó, việc thứ ba kế tiếp Là mình muốn hết bệnh Và mình muốn không gây nghiệp đến tất cả chúng sanh nữa Thì hãy phát nguyện Và mình gãi tâm từ Mình gãi tâm từ bằng cách nào quý vị? Như đồng chân Đã gãi tâm từ thì gãi như thế nào? Là mong cho Thân và tâm này Không gây đau khổ cho chúng sanh. Đồng chân khi ngủ cũng làm điều đó và khi thức dậy cũng làm điều đó. Bởi vì, vì khi mình ngủ, mình phát khởi điều như vậy ba lần. Mình cảm thấy ngủ rất là ngon quý vị. Mình đã thực hành được nhiều rồi á. Mỗi ngày liên tục rồi đó, ngủ rất là ngon. Và khi mình sau khi ngủ thức dậy, mình nói những điều đó thì mình luôn nhớ nó và thực hành đời sống mình thường ngày, mình không gây đau khổ người khác. Đó là câu gì? Đồng chân nhắc lại. Mong cho thân và tâm này không gây đau khổ cho chúng sanh. Quý vị nhớ. Và nếu như đâu đó quý vị hay một ai đó đang bệnh thì mình nguyện như thế nào? Mong cho thân và tâm này đã gây oán thù thì xin xin gì hãy xin giải tỏ bởi vì khi mới bị đau một cái tai hay là đau một cái đầu một cái chân thì đó là do nghiệp mà do nghiệp thì vì phải có oan gia mà oan gia thì chắc chắn chúng ta phải giải tỏ nó đi vậy thế thì trong việc gãi tâm từ này vi cần phải thực hành đồng chân xin nhắc lại ba cách gãi tâm từ thứ nhất là mong cho thân tâm này hóa giải với oan gia gây ra đau tai này hoặc là bị đau chân thì bị nói là đau chân đau chỗ nào bị hạ đặt tay chỗ đó vì khi giống như quý vị trước khi ngày hôm nay bị đến đây thì ngày hôm qua mình suy nghĩ là hôm nay đi tu thì đó là cái gì hậu sinh viên quý vị đi đến đây học Phật pháp để sau này vì có một cái duyên lành duyên tốt đó là hộ sinh viên còn tất cả tiền sinh viên là quý vị làm nó có quả ngay lúc bây giờ giống như quý vị vừa thực hành cái pháp mỉm cười đúng không quý vị cảm thấy vui an lạc đúng không đó là tiền sinh viên mà quý vị ngay hiện tại lúc bây giờ một tí nữa quý vị có dự định đi xuống ăn để nuôi thân này cho tốt đi đó là cái gì đó là một việc quý vị làm để cho con cái duyên nuôi dưỡng cái thân này được tốt hơn nên tất cả một việc quý vị làm quý vị suy nghĩ làm như vậy nó có lợi ích gì cho người khác hay không và có gây đau khổ cho người khác hay không nếu gây đau khổ cho người khác thì bị đừng làm và không làm tuyệt đối không suy nghĩ cũng giống như đức phật chúng ta học theo cách của đức phật đã làm đức phật chưa bao giờ làm một chúng sanh nào đau khổ quý vị nhớ đức phật không làm tất cả một chúng sanh nào nhỏ xíu đau khổ huống chi là lớn và đức phật làm tất cả những việc thiện nhỏ nhất có thể Đức Phật cũng không bỏ mà Đức Phật làm Quý vị cũng vậy Một việc thiện nào nhỏ xíu quý vị cũng làm Mà một việc ác nào nhỏ xíu quý vị cũng đừng suy nghĩ tuyệt đối không suy nghĩ và không làm Bởi vì cái suy nghĩ Một lần thoáng qua suy nghĩ Chắc chắn sẽ có nhiều lần suy nghĩ Và nhiều lần suy nghĩ chắc chắn sẽ mang đến hành động Mà hành động nhiều lần như vậy Rồi cuối cùng sẽ là hành nghiệp xấu Cho nên mình tích tụ những điều gì thiện chính bản thân của mình suy nghĩ tốt cho người khác thì lúc bấy giờ mình suy nghĩ đi suy nghĩ lại những điều tốt những điều thiện đó chắc chắn mình hành động sẽ tốt và mình làm tốt cuối cùng mình có được duyên lành vì thế cho nên ngày hôm nay đồng chân gửi đến cho quý vị là những điều gì đó gọi là phát khởi đi một cái duyên lành một duyên tốt qua sự pháp học pháp tu để chúng ta đạt được và thành tựu được pháp hạt thành đó là cái mà đồng chơn gửi cho quý vị cho nên đồng chơn tóm lại nhắc cho quý vị hiểu điều thứ nhất là quý vị suy nghĩ trong tâm của mình điều gì có lợi cho người khác có lợi cho mình thì mình suy nghĩ và mình hành động mình làm đó là cách như vậy và cách thứ hai mình hãy tôn trọng những sự sống những con vật đó chúng ta không giết hại nó không đánh đập nó không xua đuổi nó thì có như vậy chính bản thân của quý vị nhanh khỏi bệnh à, mình sẽ được hết bệnh và rồi quý vị sẽ có một đời sống an lạc và đó chính là cái mình nuôi dưỡng từ tâm từ bi của mình sự hạnh phúc chân thật của mình ngay trong tâm và điều kế tiếp quý vị làm gì thực hành dùm đồng chân về mỗi ngày về mỗi giờ chúng ta cười dù chúng ta đau khổ dù chúng ta buồn gì đó chúng ta chỉ cần cười thôi là vì sẽ thấy hạnh phúc giống như vừa rồi vị đật cười thực hành pháp như vậy thì quý vị sẽ được hạnh phúc ngay hiện tại không nói gì hết và điều thứ ba thứ tư đó là quý vị mong muốn phát nguyện rải tâm từ giống như ba câu đồng chơn đã nói rải tâm từ cho chính bản thân mình rải tâm từ cho chúng sanh và rải tâm từ cho những oan gia đó là cách mà chúng ta thực hành vậy cuối lời đồng trơn kính chúc tất cả toàn thể đại chúng ở đây miệng biết cười mắt biết cười và miệng luôn nói những điều thiện, mắt luôn nhìn những điều thiện, tai luôn nghe chánh pháp và thân luôn thực hành chánh pháp. Mà điều mong muốn đó là mong muốn của tất cả chúng sanh và ngay cả đồng chân, đồng chân kính gửi đến toàn thể quý vị nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật. Nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật hơn một tiếng đồng hồ vừa qua thì đại đức giảng sư đã gửi đến cho toàn thể đạo tràng những lời pháp vi diệu và đồng hành cũng mong rằng toàn thể quý vị chúng ta nghe tư duy tu tập và nhớ để chúng ta ứng dụng vào đời sống hàng ngày của chúng ta chỉ cần cười thôi là có hạnh phúc rồi <laughs> bây giờ mình cười lên cái nè à. Rồi xin một chặng hỏi ta thật lớn để cảm niệm đến là Đức Giảng Sư. Nam mô bổn sư thích ca mâu ni Phật và hôm nay đầy đủ nhân duyên lành, đạo tràng chùa Thiên Phước được cung đón Đại Đức Giảng Sư đến để chia sẻ pháp thoại đến với toàn thể quý Phật tử trong đạo tràng tu niệm Phật một ngày an lạc thì thay lời cho đạo tràng chùa Thiên Phước xin được cảm niệm công đức của đại đức giảng sư và nguyện cầu hồng ân tam bảo giao hộ cho thầy được pháp thể khinh An, chúng sinh dị độ và ngày càng có những thời pháp những cái pháp tu pháp học để hướng dẫn cho quý phật tử trên bước đường tu nhân và học phật bây giờ này xin cho toàn thể đạo tràng xin được chấp tay để cung tiện đại đức giảng sư trở về phòng khách nghỉ giải lao và trước khi uh, tiện thầy trở về phòng khách xin mời đạo tràng chúng ta khởi thân chấp tay trang nghiêm để hồi hướng nguyện à à con à được Fuckin'